hôm nay, một con effect rất là hay và giá nó đang cực kỳ tốt nha các bạn. Tên nó là Digitech RP1000, một trong những cái con cao cấp nhất của cái hãng Digitech. Thì các bạn có thể xem sơ qua nó như thế này. Wow, hoành tráng chưa? Điểm nhìn từ bên ngoài các bạn có thể thấy được rằng nó được xây dựng hoàn toàn là bằng kim loại các bạn. Từ cái nút đạp ha, ở các nút vặn đó, đa phần là bằng kim loại hết, cho nên nó rất là chắc chắn. Và hãng Digitech là một trong những hãng người ta gọi là nội đồng cối đá ha, rất là mạnh mẽ chắc chắn ha. Phía sau như vậy các bạn thấy chưa, đó rất là đẹp. Nhìn các nút như thế này các bạn biết là nó có nhiều cái chức năng hay ho rồi. Trong phần sau mình sẽ demo chi tiết cho các bạn hơn ha. Thì cái phần kết nối của nó cũng rất là nhiều chức năng cho các bạn kết nối. Xem coi, quá trời luôn, thấy chưa? Còn thông thường các bạn nếu đánh đàn ở nhà các bạn chỉ cần kết nối vào cái lỗ này, cái đường out của các bạn ra cái âm ly á, cái này là được rồi. Còn các chức năng này chúng ta nếu có kết hợp thêm cái cục phơ bên ngoài, hoặc là các bạn đưa qua hệ thống send return của am cabinet đủ thứ cả. Thì cái này trong cái manual của nó có vẽ hình chi tiết cho các bạn luôn. Các bạn nhìn theo cái hình đó là các bạn biết ai ghim vô cái nào nó hay ho rồi. Thì ở đây đó, khi các bạn mà cái dây nguồn của nó vào đây thì các bạn có cái nút power ở đây, nhấn vào là nó lên nguồn nha. Nhớ ngay chỗ này nút có nút power. Cái con này hiện tại giá trên thị trường quốc tế thì nó bán là khoảng 8 triệu rưỡi đó bạn, gần 8 triệu rưỡi. Thì ở Việt Nam một số nơi sale còn 7 triệu rưỡi. Riêng tại Amigo Guitar Shop nha, trong tháng 9 và tháng 10 2020 thì còn khoảng tháng rưỡi đúng không? Thì các bạn mua giá của nó là chỉ có 6.900.000 mà thôi. Đó, giá cực kỳ tốt luôn, hoàn toàn là mới 100% và bảo hành 1 năm nha các bạn. Thì trong cái hộp của nó có tặng kèm một cái đĩa Cubase. Cubase là một phần mềm để thu âm đó các bạn. Các bạn cài cái đĩa có bản quyền luôn. Ồ, quá ngon lành, không cần xài đĩa chùa. Thì phần sau chúng ta xem chi tiết nghe nó như thế nào nhé. Đầu tiên là chức năng Pedal and Power. Các bạn thấy ngay chỗ này không? Nếu các bạn chọn nó thì nó sáng đèn lên, còn không chọn thì mình nhấn vô là nó tắt. Mình chọn nó, mình nhấn vào. Thì khi chọn Pedal and Power này nó có cái gì hay ho. Lúc này các bạn từng cái preset hiệu ứng từ 1 tới 5. Mỗi một cái nó sẽ khác nhau. Các bạn thấy đổi chưa? Đổi chưa? Thì khi đổi từng cái này, mỗi một cái preset này nó sẽ cho các bạn 5 cái cục tiếng khác nhau để các bạn có thể thay đổi chỉnh trên một cái preset này luôn. Mình ví dụ các bạn đang bấm số 2. Các bạn thấy là số 2 này á thì nó mặc định các chức năng trong này hết. Còn bây giờ mình muốn thêm cái delay, mình nhấn vào giống như các bạn đạp thêm một cục delay rời vậy đó, thì cái tiếng này nè, mặc định này nó sẽ thêm được cái tiếng của delay. Muốn reverb đạp thêm nó sẽ ra tiếng reverb nữa. Thấy không? Còn khi các bạn muốn đổi qua bằng tiếng khác thì các bạn phải nhấn vô một trong năm cái phía dưới này thôi. Ví dụ như thế này đó, thì các bạn thấy thí dụ cái tiếng clean số 1 của mình ở đây này nó có chorus reverb đó. Các bạn muốn thêm một cái chức năng delay, các bạn đạp vào delay thì nó sẽ thêm cho cái tiếng clean này. Vậy ngược lại với cái pedal and power là gì? Khi các bạn tắt đó thì lúc này toàn bộ cái này là 10 cái là preset hết. Ở đây 1, 2, 3, 4, 5. Ví dụ các bạn chọn qua 6 thì nó lên 96. 97 là cái preset thôi. Các bạn không có chỉnh từng cái tiếng rời theo như lúc nãy được. Ví dụ mình về đây 93, 91, 99. Thấy không? Đó. Thì mình rất là thích chức năng pedal and power này. Bởi vì nó hiệu quả cho các bạn khi mà các bạn cần một cái tiếng, ví dụ tiếng clean này, nhưng mà đang đánh bằng muốn thêm thắt một cái delay reverb nữa, các bạn có thể đặt vô được để chỉnh chỉnh cái tiếng đó luôn ha. Đó, thì khi mà mình cần qua một cái bộ khác, ví dụ đang chọn pedal and power này, các bạn thấy 91 đúng không? 91, 92, 93, 945. Bây giờ mình muốn nó lên từ 96 đến 100 thì sao? Thì các bạn đào cái nút up down này để cho các bạn giảm tăng reset nè. Bây giờ ví dụ mình giảm xuống, mình sẽ chớp cho bạn, rồi sau đó bạn chọn một là 86, 87, 88, 89, 90. Đó, khi các bạn đạp lên là bạn chọn đây 91, 92 bạn này. Đó. Còn nếu mà các bạn không chọn pedal and power, các bạn nhấn như này thì một lần nó lên 10 cái. Dễ hiểu đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xem qua những cái tính năng cơ bản của nó. Ví dụ như bây giờ các bạn chọn tiếng số 5 này thì ở đây cái tuner của nó, tức là lên dây á, các bạn có thể đạp trong bất kỳ một cái preset này đều được hết. Ví dụ các bạn đang ở cái số 5 này đi,
cảm ơn Tuna các bạn. Nhấn giữ luôn nha. Bài bát rồi nhảy qua Tuna. Thấy chưa? Đó. Thì khi lên Tuna như thế này thì các bạn chỉnh bình thường thôi. Cái đàn của bạn lên. Đến lúc nó có hai mũi tên chỉa vô như thế này. Là các bạn thấy là các bạn đang lên gì đúng. Thấy không? Đó, còn nếu mà nó phía bên trái như thế này là đang thiếu. Còn nếu các bạn nhận nhiều quá thì nó chỉ từ bên phải thôi, thì chúng ta đang bị cái nốt đó cao quá. Cũng đơn giản, khi các bạn lên xong thì các bạn nhấn exit là nó nhảy xuống thôi. Bây giờ mình sẽ nói qua chức năng chỉnh một cái tiếng nào đó theo ý của các bạn ha. Ví dụ ở đây mình để tiếng metal ha. Thì đầu tiên các bạn thấy ngay cái phía bên trái này nó có cái nút edit. Cái nút edit ngay chỗ này. Đó. Thì khi các bạn muốn chỉnh cái tiếng này, các bạn nhấn vô cái nút ở trên này, nhấn vô. Đó, nó nhảy edit rồi. Lúc đó nó sẽ cho các bạn chọn từng cái màu đỏ đây nè. Từng cái các bạn muốn. Epression là cái pedal mình đó ha. Còn ví dụ mình chỉnh. Đó, các bạn nhấn cái mũi lên. Đó, nó sẽ nhảy đến từng cái. Bây giờ cái amp cabinet, bây giờ ví dụ mình muốn chỉnh cái chức năng amp cabinet này. Thì bây giờ ngay chức năng này á, mình dặn. Đó, nó qua cái cabinet khác. Giờ mình nghe thử tiếng nha. Trong khi cái lúc nãy của mình là gì? Metal nè. Bây giờ các bạn dặn qua cái khác thì nhìn ra tiếng khác. Metal như vậy, rồi sau đó mình xem các thông số khác. Ví dụ như cái gain của cái amp này mình muốn 80 ha, chưa đã, mình muốn tăng lên thì các bạn dặn nó lên, đó nó tăng lên cho các bạn, thấy không? Ví dụ mình muốn cái gain này 85. Rồi cái thông số tiếp theo coi là gì? Bass nè. Middle nè. Treble nè. Ví dụ như thông số này bạn muốn chỉnh lên thì các bạn vặn cái nắm này lại lên. Giờ qua bên này coi là gì? Cái volume của nó. Bây giờ mình muốn tăng lên ha, mình tăng lên 50 đi ha. Bạn thấy lớn hơn nãy không? Thì sau khi các bạn chỉnh cái thông số này ok theo ý của các bạn rồi, các bạn bấm vô cái nút store, tức là lưu trữ. Các bạn nhấn vô một lần, hai lần, ba lần. Đó, thì trong những cái lần một, lần hai thì nó yêu cầu các bạn có đổi tên hay không. Còn thì bạn đổi tên, còn nếu không các bạn nhấn tiếp tục để nó lưu thôi. Thì đây là cái cách mình hướng dẫn tay ở trên này để các bạn có thể hiểu được sơ cái cách mình chỉnh. Còn nó có cái phần mềm thì các bạn xem trong cái phần link của cái mô tả video này, có chi tiết thông số của cái này và cái nơi mà download cái phần mềm về quản lý trên máy tính. Từ đó các bạn chỉnh trên máy tính nó khỏe vô cùng. Nó là cái giao diện các bạn. Các bạn lên trên đó nó hiển thị hết cái thông số của một cái preset nào đó các bạn cần. Sau đó bạn chỉnh, các bạn đổi tên, rồi các bạn gõ đồ vô trên đó luôn. Nó rất là tiện, các bạn lưu một cái tự động lưu vô trong này. Đây là của những cái multi effect trên thế giới thì họ đều làm theo cách này cả. Một cái tính năng rất là hay nữa là cái qua pedal, tức là cái expression pedal này nè các bạn. Cái này thì mình có thể add cho nó cái làm cái volume. Các bạn đạp ngược ra sau nó nhỏ, đạp lên thì nó mạnh. Mà có một tính năng hay là khi các bạn có thể là bật cái tính năng tiếng wah-wah bằng cách là mình đạp nó mạnh lên phía trước. Dĩ nhiên các bạn phải set up ở trong này nữa. Các bạn đạp mạnh cái này xuống thì nó bật cái wah on lên. Các bạn để ý nha, mình đạp mạnh xuống, bạn thấy cái chữ wah-wah nó on lên nè. Đó, thì sau khi nó on rồi thì cái cục này không phải là volume mà nó là tiếng wah-wah. Giờ mình thử các bạn nghe nha. Đó, thì bây giờ các bạn muốn tắt thì sao bạn? Các bạn đạp thêm một lần nữa nó thành chữ up. Thì lúc này cái cục này nó trở thành là cái volume bình thường. Ví dụ mình đạp ra sao. Đó, nó tắt lại, các bạn thấy không? Đó, chỉ thành cái volume mình đang bình thường thôi. Mình thử tiếng clean ha.
ví dụ như là mình lên qua cái băng tuyến khác chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ đánh nó qua giống như mình nói là 91, 92, 93, 45. Giờ mình muốn lên. Rồi, từ 96 tới 100 ha. À, 96 ballad ha. Rồi, ví dụ override của bóp. Các bạn đánh mấy cái bài bóp mà khi mà đến cái phần điệp khúc chẳng hạn, mình có thể đánh được để nghe nhẹ nhẹ tí. À, thử tiếng solo solo ballad ha. À. Xem qua cái phần demo của con RB1000 này, hy vọng là các bạn nào hứng thú hãy liên hệ ngay cái số liên hệ của Khoa Hoàn Toàn để có thể là sở hữu một con Digitech RB1000 chất lượng, thì cam kết giá là tốt nhất trên thị trường tại Việt Nam. Thì các bạn nếu muốn học thêm cái khóa về guitar điện thì có thể đăng ký khóa học của Đồng Khoa với giá cũng rất là phải chăng, đăng ký một lần đóng tiền mà học trong đời. À, các đàn guitar, phơ gì thì nó rất nhiều tính năng. Thể liên hệ mình sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Xin chào.